Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, một dòng xe gầm cao 5 chỗ trong phân khúc cỡ A của bên nhà Kia. Và trong cái video ngày hôm nay, dịp thời điểm giữa tháng 9 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách giá bán trong dịp giữa tháng của Kia Sonet, những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh của từng phiên bản Kia Sonet đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm và có kế hoạch lấy về chiếc xe hiện tại vẫn đang rất hot của bên nhà Kia. Hiện tại thì Sonet ở trong phân khúc cỡ A sẽ cạnh tranh với chiếc xe Toyota Ray. Sonet là một dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước và hiện tại đang được phân phối tổng cộng với 4 phiên bản, trong đó thì có 1 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Thế còn đối thủ cạnh tranh của Sonet đó là chiếc xe Toyota Ray, có một sự lựa chọn duy nhất đó là phiên bản số tự động. Hiện tại thì Toyota Ray đang được nhập khẩu tại Indonesia. Với Ray thì hầu như là tất cả các đại lý tại thời điểm này cũng đã ngừng nhận cọc với cái dòng xe này rồi. Còn Kia Sonet về tình hình xe giao tại thời điểm này đang có xe sẵn giao ngay các bạn nhé. Có xe sẵn giao ngay với Sonet tại thời điểm này. Với 4 phiên bản thì cả 4 phiên bản đều sử dụng động cơ là 1.5 hút khí tự nhiên và đều sử dụng là hộp số CVT, hộp số tự động vô cấp, cực kỳ là mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu cho cái dòng xe gầm cao 5 chỗ cỡ A này của bên nhà Kia. Quay trở lại với cái mức cập nhật giá dịp giữa tháng của Sonet cho 4 phiên bản thì mình xin phép là cập nhật luôn để các bạn có thể cân đối cái mức tài chính trong cái dịp nửa cuối tháng này, và đặc biệt đại lý đang có xe giao ngay. Đầu tiên là Kia Sonet số sàn, bản 1.5 số sàn Deluxe với mức giá niêm yết là 499 triệu. Tại thời điểm này sau khi trừ đi chương trình khuyến mại của bên phía đại lý, lăn bánh ở tỉnh sẽ là 545 triệu, ở Hà Nội là 575 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 565 triệu đồng. Sonet 1.5 số sàn, tỉnh là 545, Hà Nội là 575 và thành phố Hồ Chí Minh là 565 triệu đồng. Nếu anh chị chúng ta muốn mua trả góp số sàn này của Sonet ở tỉnh, số tiền cần chuẩn bị tối thiểu 153 triệu, Hà Nội tối thiểu là 182 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 173 triệu đồng anh chị nhé. Em xin nhắc lại này, ở tỉnh 153, Hà Nội 182 và thành phố Hồ Chí Minh là 173 là số tiền cần chuẩn bị tối thiểu để có thể lăn bánh được Sonet phiên bản 1.5 số sàn. Với cùng tầm tiền như thế này, ví dụ như chúng ta đang tìm hiểu về những cái dòng xe sedan cỡ B số sàn chẳng hạn, Hyundai Accent hay là Vios số sàn, chúng ta không muốn lấy sedan thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn về cái phiên bản gầm cao cỡ A này của Kia Sonet, cũng cùng tầm tiền như vậy, cũng là số sàn luôn. Tiếp theo mình cập nhật đó là Kia Sonet 1.5 AT bản Deluxe, bản số tự động phiên bản Deluxe, với mức giá niêm yết của nó là 554 triệu đồng là mức giá niêm yết và tại thời điểm này đang có xe giao ngay. Mức giá lăn bánh ở tỉnh 609 triệu, ở Hà Nội là 640 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 609, Hà Nội là 640 và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng để lăn bánh được Sonet 1.5 AT bản Deluxe. Với phương án trả góp bản này, ở tỉnh số tiền cần chuẩn bị tối thiểu 167 triệu, Hà Nội tối thiểu là 198 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 187 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 167, Hà Nội là 198 và thành phố Hồ Chí Minh là 187. Bản 1.5 AT Deluxe này của Sonet mức giá lăn bánh này trên thị trường hiện tại cùng tầm tiền này, các bạn có thể lựa chọn về Hyundai Accent phiên bản đặc biệt với mức giá bán, mức giá lăn bánh cũng ngang với cả 1.5 AT Deluxe này, thấp hơn đấy các bạn ạ, thấp hơn khoảng tầm 20 triệu. Tiếp theo nữa là mình cập nhật là Kia Sonet 1.5 AT Luxury, bản 1.5 AT Luxury. Bản Luxury này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 594 triệu, và tại thời điểm giữa tháng này sau khi trừ đi chương trình khuyến mại lăn bánh ở tỉnh là 653 triệu đồng, ở Hà Nội là 685 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 673 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 653, Hà Nội là 685 và thành phố Hồ Chí Minh là 673 để lăn bánh được Sonet 1.5 AT Luxury. Với phương án trả góp bản Luxury này, ở tỉnh số tiền cần chuẩn bị tối thiểu 180 triệu, Hà Nội tối thiểu là 211 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 200 triệu đồng tròn anh chị ạ. Tỉnh 180, Hà Nội là 211 và thành phố Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng tròn để lăn bánh được Sonet 1.5 AT Luxury.
Đó là phiên bản Luxury. Tiếp theo cái phiên bản thứ tư về cái dòng xe Kia Sonet này, đó là phiên bản 1.5 Premium. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất với mức giá niêm yết là 624 triệu. Với mức giá bán này trên thị trường cũng có một dòng xe có tầm tiền y nguyên như thế này, cũng là gầm cao nhưng mà ở phân khúc cỡ B. Đó chính là chiếc xe Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, mức giá bán y nguyên 1.5 Premium của Kia Sonet. Và sau khi trừ đi khuyến mại thì phiên bản 1.5 Premium này tại thời điểm này mình cập nhật lăn bánh ở tỉnh là 686 triệu, ở Hà Nội là 718 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 706 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh 686, Hà Nội 718 và Thành phố Hồ Chí Minh là 706 triệu đồng. Với phương án trả góp 1.5 Premium này ở tỉnh, số tiền cần chuẩn bị tối thiểu 135 triệu, Hà Nội là 160 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 155 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh 135, Hà Nội 160 và Thành phố Hồ Chí Minh là 155 để có thể lăn bánh được 1.5 phiên bản Premium, phiên bản mà được rất nhiều lựa chọn về cái dòng xe Kia Sonet này. Đó là bốn cái phiên bản của Kia Sonet trong dịp giữa tháng này mà Top Car VN cập nhật mức giá lăn bánh để cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang tham khảo, đang tìm hiểu, các bạn có thể cân đối cái mức tài chính xem là có lựa chọn được Kia Sonet hay không. Và đặc biệt đó là về đại lý đang có xe giao ngay với Kia Sonet các bạn nhé. Thời điểm trước thì là ký chờ rất nhiều nhưng mà thời điểm này đại lý đang có xe giao được rồi, cả Sonet, cả Seltos, những cái dòng xe gầm cao 5 chỗ của bên nhà Kia đang có xe giao ngay. Vậy thì nếu chúng ta quan tâm thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số line của bên đại lý của bên Kia. Anh chị hãy, chúng ta hãy liên hệ trực tiếp để có thể nhận báo giá, nhận khuyến mại, nhận quà tặng cũng như là chương trình ưu đãi tốt nhất trong dịp 15 ngày cuối cùng của tháng 9 năm 2022 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào.